xưa xanh như hờn qua. Với chút lòng tham khiến người gây thù, vì đâu đau thương đã đến phút giây đã bao tóc tàn, tham dòng bơi đắm sắc hương. Có còn gì đâu sau khi đã chết, mãi mãi sự sanh sẽ lưu truyền. Ngày xưa ai gieo hờn quán đắm say giấc mộng ước tình để rồi. Dương Thảo Lan. Ô kìa, ông là ai? Tôi chỉ là gã ăn mày khốn khổ. Một gã ăn mày? Vậy ông cần gì? Bạc tiền hay cơm gạo? Dạ thưa bà, tôi tuy là gã ăn mày đầu đường xóa chợ, nhưng hôm nay tôi tới đây không phải dụng ý khắc thực hằng ngày. Nếu vậy, ông muốn gì? Tôi muốn nhìn lại dung nhan của bà cho thỏa lòng mong nhớ. Cầm ngay! Gã mày hỗn láo, ngươi là ai? Là ai? Đây, bà hãy nhìn cho rõ kẻ khốn nạn này. Hả? Trường Bảo, anh vẫn còn sống. Dương Thảo Lan. Đừng. Vì sao em muốn lánh mặt anh? Tại sao gì hả? Tại sao? Bảo ơi, tại vì bản thân em giờ đây quen ô nên đành phải quay lưng cười mặt trốn dài người xưa. Dạ dời bao nỗi nhớ niềm thương dai rứt con tim, làm cho ai phải ngày ngày mòn mỏi nhớ mong, đêm canh chạy thắt thẻo thương đời qua lạnh lẽo trong cô. Phong lại cô nhân, nên sau khi
chết tôi trở về đây tìm người yêu. Nhưng có ngờ đâu lâu mong ngày xưa đâu còn nữa. Người của tôi thương đã rẽ lối ân tình. Trả lại ánh trăng kỷ niệm năm xác bướm dưới cành làng, cành làng đã sớm rơi mau, còn đâu một áng mây bay, còn đâu kỷ niệm năm nào. Xin trả lại ngày xưa, ôi nghe đau xót tâm hồn, xin ai hãy sớm quên đi. Cành làng ngày ấy. Xin nó mắp tròn cảnh trớ trêu trò đời dâu bé dù không lối đau tàu khang tiếng xấu em mang nhưng đối với anh em không đối già thay lòng bà vẫn còn yêu tôi thì tại sao lại đành tâm sang thuyền. Một thôn nữ ở bên sông Lương ngày ngày dắt mưa mà nay bỗng trở thành tổng đốc phu nhân. Bà ơi cho tới nay tôi mới biết tôi lầm đi xây lầu vàng yêu đương trên bài cát. Tôi tưởng đâu khổ sầu đã làm cho bà tàn phai nhan sắc, nào ngờ bà vẫn tươi vui vẫn còn yêu em tha thiết nên mới liều mình tới quán mai lương để rồi bị bọn quân dây bắt. Chàng bị hành hạ thì lòng em cũng đau như cắt, nhưng phải cười vui vì quân giặc uy nàng. Dương Thảo Lan ơi em muốn cứu anh nhưng biết làm gì hơn khi em chỉ là con cừu non bé. Còn chàng với chồng em là hai con mạnh non đang chém giết nhau trong một cuộc đánh hùng. Dương Thảo Lan, anh Trần Bảo, chồng em sắp trở lại, chàng hãy mau rời khỏi đây ngay. Khi đạp vào đây là tôi đã xem thường cái chết. Trần Bảo, được rồi, tôi sẽ trở lại. Chào bà.